Hello, xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Sau bao nhiêu ngày ngóng đợi trông mong thì đúng là đủ 12 con giáp, đúng là đủ thiên binh thiên tướng rồi. Các kiểu trần đời. Không còn gì để mà tả, mãi bắt đầu mới có hàng. Bên em xin trân trọng giới thiệu với toàn thể các bác dòng vỏ thông loa Homelander hỏa tiễn. Gọi là hỏa tiễn thôi nhưng thật ra tiếng Anh người ta gọi là Homelander. Tức là cấu tạo thùng vách cộng hưởng. Đấy. Dòng này thì trong suốt thời gian vừa qua có rất nhiều các bác gọi điện hỏi thăm là Nộc ơi, có chưa, có đẹp không và có xấu không. Đấy. Thì trong chương trình ngày hôm nay thì em giới thiệu lại các bác là có hàng nha. Đây là những đơn hàng của các bác đã đặt rất nhiều và rất lâu rồi, bị nhỡ hẹn cũng như là delay phải tầm 77-49 ngày. Xong không chờ nốt ngày nữa thì cho nó tròn 50 ngày đi, 49 ngày các bác vui tính thế. Anh em thợ sản xuất hơi bị vui tính. Đợt này thì không được ưng lắm nhưng mà thôi, cố có hàng để giả hàng cho các bác là được rồi. Đấy nhá, thì đây là dòng vỏ Homelander 2340. Đấy, 2340, một cục bích phây và cục một cái họng kèn. Đấy, để là các bác nắp là tép. Đấy, và Homelander 30, hỏa tiễn 30. Đấy, một cụ X-Fay và một Home Notep. Đấy, được chưa? Thì cái dòng này thì bên em nói luôn nhá, đều là vỏ thùng loa do Việt Nam sản xuất. Sản xuất tại đâu thì còn đâu mới nói. Nhưng các bác nhìn cái thùng này, đơn vị kinh doanh nào mà nhiều nó biết, nhìn nó biết ngay. Đấy, nhìn trông rất là hoành tráng, rực rỡ luôn ạ. Vỏ thùng loa hỏa tiễn mẫu này là T24 nhá. Và dòng này là T30. Đấy, T24, T30. Các bác gọi là hỏa tiễn đôi 40, hỏa tiễn đôi 30. Hoặc là sắp tới thì em sẽ ra nốt là đơn 30 và đơn 40. Cũng cố gắng nghiên cứu nốt cả cái dòng 2 năm nhưng mà không có phụ kiện này cho dòng 2 năm nên là thôi. Thế đúng không ạ? Đấy. Đây các bác xem nhá, hiện tại em về được là 5 cặp T24 và 3 cặp T30. Nếu các bác nào chốt đơn hay là đơn các bác nào đặt hàng thì bây giờ em mới dám nhận tiền, chứ không bây giờ nhận tiền của các bác từ lâu rồi xong mãi không có hàng, xong các bác đang bóc phốt em nằng nhằng nhọc lắm. Bên em thì nói thẳng luôn là có hàng em mới nhận đặt cọc, chứ không hiểu là cứ đặt cọc xong nó gom gom tiền của các bác để đi đặt thùng, xong đến lúc mấy ông chủ xưởng vui tính là em đứng giữa nó cũng chết. Đấy. Biết là nhận tiền của các bác thì nó sẽ yên tâm hơn rất là nhiều, kiểu gì các bác cũng sẽ lấy nhưng mà chờ nó sẽ lâu nên là không ưng lắm. Và trong cái chương trình ngày hôm nay thì em báo giá luôn. Giá lần này thì vẫn như lần trước nhưng không ưng với cái sơn thì thôi, chấp nhận thôi. Chứ hàng nó nóng gấp quá, xong đợt này nó chơi thế này hơi căng. Chả nhẽ lại thùng như này xong là bỏ ra lại bắn dần lại lần nữa thì hay là các bác thích bắn sần nữa thì thích hạt sần nó khác kiểu sần mịn này, sần hơi thô thô, sần nó hơi kiểu hạt cát thì bên em sẽ bắn thêm nhá. Và sẽ nhận là 300.000 một đôi nữa, bắn lại sần cho đẹp hơn. Được không ạ? Thùng như này thì rất chắc chắn rồi. Thùng này đã gọi là gỗ dán chống nước rồi. Đấy, và sơn đây cũng rất là đẹp. Sơn này thuộc dạng là sơn sần mịn. Nhưng mà không được ưng lắm. Nhìn trông nó có vẻ nó không được tỉ mỉ lắm. Vẫn không ưng lắm. Bên em rất là kỹ tính. Đấy, bên trong thùng này sẽ có bông do bên cung cấp người ta sẽ bán sẵn. Đấy. Thùng hoàn toàn sản xuất ở Việt Nam nhé. Ông nào nói thùng này nhập Trung Quốc không có đâu. Nhìn cái chữ âm thanh chuyên nghiệp này thôi chết rồi. Được chưa? Đấy, phụ đề tiếng Việt 100% này. Các bác nào nói 1.000/1.000 làm gì cũng 1.000/1.000. Tỷ lệ nào mà tỷ lệ gớm đấy, chỉ có tỷ lệ 10%, 100% thôi, 1.000/1.000 không có đâu. Đây nhá. Đấy, thùng tất cả Việt Nam hết. Đây là thùng bìa. Người ta đóng gói như này để vận chuyển. Đấy. Riêng cái gọi là tiền thùng bìa này thôi là đã bao tiền rồi. Cứ 60-80.000 một thùng bìa này. Đấy, còn cái thùng to hơn này nó đắt hơn tí thôi. Đấy, nó chỉ hơn nhau cái chữ in thôi. Còn bìa thì chất lượng bình thường thôi, không chất lượng cao. Bìa này gọi là bìa chất lượng cao này. Bìa này cực kỳ cứng. Đấy, dày hai lớp, cứng. Cái loại bìa này nha, các bác gấp lại nha. Gấp lại hay là bìa nó kiểu mới cứng nha, các bác cầm mà đi lấy cái bìa này mà đi chặt cây nha, cũng chặt được cây đấy, không phải chuyện đùa đâu. Kinh phết đấy, đùa đâu. Bìa này thì không được cứng như thế nhưng còn là tương đối khá là cứng. Đấy. Đây nhá. Thì em báo giá luôn này. Quên từ nãy giờ đọc giá rồi xong bây giờ rút lại, bây giờ mới chính thức đọc giá.
Đôi này là vẫn là 4 triệu 6 bao ship. Có đầy đủ lưới nhé, không phải không có lưới đâu. Có đầy đủ cho các bác lưới niếc đầy đủ luôn. Đặt lâu rồi nhận được cái nô kia thanh lý không có lưới. Sau là các bác biết tại sao này em không có hàng trong thời gian đó. Đấy, không đơn vị nào cung cấp nữa. Đấy, dừng sản xuất luôn. Dừng theo kiểu dừng hàng loạt luôn, thế là chết. Không có hàng. Sau là gọi điện đủ các nơi, đủ các chỗ rồi, không có chỗ nào cung cấp được. Không có chỗ nào đủ trình độ để sản xuất được. Nhà ông chủ xưởng thì ông chủ xưởng bắt đầu mãi mới làm được. Sau đến lúc làm được thì lại không được ưng ý như này. Rất là buồn, cực kỳ là chán. Lắm khi gọi điện cho ông chủ xưởng cà khịa rồi, nói góc, nói cạnh, rồi nói thụt nữa. Nghĩ đủ các chiêu trò rồi, để cho ông nghĩ ông làm cho. Nói kiểu gì thì kiểu, để cho ông chủ xưởng ông làm cho. Mãi bắt đầu hôm trước các bác xem rồi. Thì mới có cái mẫu thùng em quay ở dưới xưởng lên đấy. Thì nó như này. Và thợ sơn thì cũng không được ưng ý lắm. Đây các bác xem luôn. Tự bóc phốt nhá, nên là các bác không phải ý kiến đâu. Đây nhá, em nói luôn này, đây là đôi này là đôi đầu tiên em mở ra. Và em cũng chưa muốn mở các đôi khác nha. Đây này, vẫn còn nguyên đai nguyên kiện này. Đấy, được chưa? Đấy. Và dưới đây nữa. Và đây nữa. Sơn này là không ưng này. Sần mịn này không ưng này. Sần này em sẽ, nếu như các bác nào kỹ tính bảo bên em bắn lại, bên em sẽ bắn lại thành sơn dạng hạt cát cộng thêm tiền. Đấy. Bên em như cái đôi này em bán là 4 triệu 6 bao ship. Và đôi này là 3 triệu 6 bao ship. Lệch nhau 1 triệu. Được chưa? Lệch nhau 1 triệu. Đấy. Thùng thì xấu không được đẹp, nói luôn thế. Còn các bác nào mà cứ yên tâm, vẫn cứ yên tâm và rất là tin tưởng bên em, thì bên em sẽ cố gắng làm cho các bác ngon này nhất, trau chuốt nhất, tỉ mỉ nhất, kỹ càng nhất. Và các bác nhận hàng với cái phong thái là vui nhất có thể. Chứ còn em không muốn là các bác gọi điện Lộc ơi thùng của em làm như thế này như thế kia, thì em không muốn các bác phản hồi thế đâu. Ở đây là có sao nói thẳng thế. Bên em bán hàng nói thẳng luôn. Đây tất cả đây, tay sách hốc kia rồi, hạ cấp đây, trên nóc dưới đáy đây. Đó, thùng thì xấu như hình, được chưa? Đấy, tất cả nẹp nhôm. Còn có đợt thùng ấy thì là sẽ không có cái nẹp nhôm này đâu, thì nó sẽ rẻ hơn 200-300 hoặc 500 trên một đôi cái nẹp nhôm này nha. Nó sẽ rẻ hơn từ 200-300 hoặc 500 trên một đôi, tùy từng loại. Loại 25-30 nó khác, 40 thì nó khác. Đấy, đơn đôi đấy. Thùng này thì có rất nhiều các bác bây giờ đang có hai bác khách bác đặt combo, thì bây giờ bắt đầu em có hàng thì sẽ lắp trong thời gian sớm nhất 1-2 ngày để kịp trả hàng cho các bác. Đấy, đây là cái thùng này các bác nhìn này. Đấy, sơn thì sần mịn nhưng mà bóng. Cái này của bên em thì em không biết nó có nên bắn vào không, còn các bác thích thì bảo chú bắn vào sần cho nó hạt nó hơi cứng cứng tí cũng được. Còn B này nó sẽ không bị xước tay, còn bắn cái hạt nó nổi hơn thì B các bác không cẩn thận nó sẽ bị xước tay. Em nói luôn nhá, chứ em không có giấu giếm gì đâu. Em bắn thì em chỉ có bắn vào mặt trên này, mặt trước này, mặt cạnh hai bên cạnh này và đằng sau thôi. Tức là 1, 2, 3, 4, 5 mặt thôi. Còn mặt đáy thì em sẽ không bắn đâu nhé. Bởi vì cái mặt đáy này mấy khi các bác sờ vào đâu, nên là em sẽ không bắn sần thêm vào đây. Nếu như các bác yêu cầu chi phí cho một đôi này, nếu như bắn sần là em xin 250 cộng thêm nhé. Còn chi phí cho đôi này thì em sẽ cộng thêm là 200. Đủ tiền sơn thôi nha. Đủ tiền sơn thôi. Một quả này nha, tốn nó chỉ tầm 4 đến 5 nặng sơn trên một một cái thùng này thì 4 đến 5 nặng sơn trên một thùng. Còn thùng này nó sẽ nhiều hơn chút xíu. Đấy, không đến 1 cân đâu. Cân sơn giờ nó chỉ có vào tầm hơn 100-150 hoặc 180 là sơn đẹp lắm rồi. Em chỉ xin một tí thôi, nếu gọi là thêm một tí công nữa để nuôi công thợ thôi. Còn các bác kêu đắt tùy, nói nhanh thế, không phải dài dòng gì cả. Có sao nói luôn thế nhé, để các bác hoàn toàn yên tâm. Còn cái thùng này thì em nói luôn này. Đây này, nhiều cái nó có hơi khe hở này. Tự bóc phốt nhá, không cần các bác bóc phốt hộ đâu. Em bán hàng nói thẳng luôn, ưng thì lấy, không ưng thì thôi. Hoặc là các bác thích ý, thì bảo là anh muốn đặt đôi này, anh đặt tiền cho chú, anh thêm tiền cho chú chọn cho anh đôi nào đẹp. Ví dụ thế thì em sẽ quay video em gửi riêng cho các bác xem. Đấy, các bác ưng thế nào thì em sẽ đóng gói đôi đó và sẽ đánh số vào cái thùng ấy để đánh dấu. Không có bác nhận hàng thì bảo ô thùng em
đặt hàng một kiểu gửi một kiểu mang tiếng đấy. Thùng đây, người đây đấy. Thùng đấy nhá đấy, họng kèn bằng mặt này, có đời thì họng kèn lại nói ra tí, có đời thì họng kèn lại thuộc vào, những cái quan này thì họng kèn của nó lại hơi nói ra tí nhưng chưa chạm đến lưới. Còn những cái loại này mà nếu như nắp cái củ kèn thường vào thì các bác sẽ phải độn thêm long đen hoặc thêm ốc ở đây này để cho cái họng kèn này nó sẽ cao lên, và cái họng kèn này có khả năng nó sát với lưới thì em sẽ dán cái viền mút vào nên các bác yên tâm. Và cũng như cái loại như này nữa thì bên này bên kia, cửa hàng này cửa hàng kia hoặc là đơn vị sản xuất tại Việt Nam họ thiết kế một khác đi, là sử dụng cái lưới e căng này. Nói luôn nhá, mất lòng thì thôi, bên em bán hàng nói thẳng luôn chứ không đằng nhằng. Đấy, cũng họng lưới nha, nhưng mà họ sẽ lắp luôn họng kèn đây, hai họng kèn này, một đây và một đây, thì nó cũng đánh được và nó sẽ không bị vướng như này. Nhưng mà họng kèn họ thiết kế riêng và phân tần của loa thiết kế riêng. Đấy, là một mình một mã thì không phải thế. Còn bên em là vẫn theo phục vụ người ta số các bác, các bác vẫn thích dòng này thì sắp tới em sẽ lại một video so sánh nữa là loa này. Ví dụ hỏa tiễn 30 này nhá, nó khác với loa full bình thường như nào, nó loa full lại khác với dòng na dây như nào. Đấy. Đấy, và na dây lại khác với các cái dòng này dòng kia như nào, thì em sẽ giải thích trong clip lần sau. Cứ biết hôm nay đang thông báo các bác nào về. Nếu như mọi thắc mắc ý kiến đóng góp, các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại ở dưới cái phần mô tả để biết thêm thông tin về sản phẩm. Đấy, trong những ngày vừa qua có những cái gì, có cái gì hay, có cái gì hot, có cái gì mà các bác đặt hàng không có, hoặc có cái gì các bác có hàng thì không mua. Ví dụ thế, được không ạ? Ok, video đến đây kết thúc nhé. Mọi thắc mắc ý kiến đóng góp, các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả để biết thêm thông tin về sản phẩm. Giá em xin phép báo lại lần cuối 3,6 triệu một đôi 2W30 bao ship, và 4,6 triệu một đôi 2W40 bao ship. Đấy. Thì các bác nào quan tâm đến cái gì thì hệ trực tiếp với em. Còn muốn sơn đẹp hơn liên hệ trực tiếp với em. Nộc ơi, anh thêm tiền cho chú. Chú bắn sần cho đẹp đẹp tí là được, chứ anh nhìn nó không được ưng lắm. Và đây là sần mịn. Được chưa? Sần mịn nhưng mà chống xước rất là cao. Cái loại này các bác lấy cái kiểu như là bìa hay gì đấy, hay kiểu kiểu cả tô vít hay cái gì cào cào. Cào tít mù lên cho em. Đấy, tô vít hay cái gì cào 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 tít mù lên. Đấy. Kể cả bắt luôn con cào cào thả lên trên này cho nó tự cào cào. Có thể nó tự cào cào được, hoặc cũng có thể con cào cào nó sẽ tự nó cũng có thể là con cào cào nó sẽ không tự cào cào được. Không thể cào cào xước cái thùng này với một con cào cào. Ví dụ thế. Ok. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những clip review lần sau nhé. Lần này thì hơi dài rồi. Đấy. Các bác nhớ nhé, bắt được con cào cào cho cái con cào cào nó cào cào cái thùng xem là cái con cào cào nó sẽ cào cào được cái thùng hay là con cào cào nó sẽ không cào cào được cái thùng. Ok không ạ? Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau.